Chào cả nhà, mến chào các thành viên của Đọc Sách Hay Là Chết. Mình là Kim Ngân và ngày hôm nay Kim Ngân rất vui, rất vinh dự khi lại được quay trở lại với các bạn qua chương trình Đọc Sách. Và quyển sách ngày hôm nay chúng ta sẽ được tìm hiểu đó là Khi Mọi Điểm Tựa Đều Mất. Hầu hết mọi người đều mong muốn có được niềm hạnh phúc từ những điều tốt đẹp. Cũng giống như khi bạn sâu những hạt chuỗi lại với nhau, hy vọng tạo nên một chuỗi hạt thật đẹp. Chúng ta mất nhiều thời gian, công sức để tìm những hạt chuỗi thành công, cốt để sâu thành sợi dây hạnh phúc. Nhưng cho dù chuỗi hạt của bạn là đẹp, xấu hay soàn xỉn, thì nhất định bạn phải có một sợi dây để sâu chúng lại. Sợi dây đó là nội tâm thanh thản, bình yên. Khi đó bạn mới có được chuỗi hạt hạnh phúc. Vì sao có những người hạnh phúc hơn những người khác? Các bạn có tò mò về câu hỏi này không? Vì sao có những người khi sinh ra có những điều kiện không tốt bằng những người khác nhưng bản thân họ lại cảm thấy hạnh phúc hơn những người khác? Nếu tôi và bạn đang ngồi thưởng thức ly trà nóng ở một quán nước ven đường và tôi hỏi bạn có cảm thấy mình hạnh phúc không? Bạn sẽ trả lời như thế nào? Rất ít người trả lời rằng tất nhiên rồi, tôi rất hạnh phúc. Nhiều người lại có câu trả lời là cũng đôi khi. Nhưng tôi dám cá là ít nhất có một nửa trong số các bạn trả lời rằng không, tôi không thật sự hạnh phúc. Một số ít người luôn cảm thấy cuộc sống của họ rất hạnh phúc dù cho có điều gì xảy ra đi nữa. Trong khi đối với những người khác, họ không tìm thấy hạnh phúc dù đã cố gắng rất nhiều. Phần lớn chúng ta nằm ở giữa hai trạng thái đó. Người ta tiến hành một cuộc khảo sát những người may mắn trúng số độc đắc. Điều mà nhiều người vẫn nghĩ là vận may trời cho. Trong vòng một năm, những người may mắn đó đều quay trở lại giới hạn hạnh phúc trước kia, trước khi họ hay tin mình trúng số độc đắc. Đối với những người bị liệt thì cuộc khảo sát cũng cho kết quả tương tự. Trong khoảng một năm sau khi phát bệnh, họ đều tìm lại được cảm giác hạnh phúc trước khi mắc bệnh. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng bất kể bạn gặp phải chuyện may rủi nào trong cuộc sống, bạn vẫn luôn có xu hướng quay lại mức độ cảm nhận hạnh phúc mà mình đã từng có. Những cuộc nghiên cứu về sau đã chỉ ra 3 trường hợp ngoại lệ. Đó là mất người bạn đời, nỗi đau này cần một thời gian dài để vượt qua, bị thất nghiệp dài hạn và trong trường hợp rơi vào khủng hoảng về tài chính. Chắc bạn đang nghĩ, nếu giới hạn hạnh phúc của tôi là cố định, vậy làm sao tôi biết mức độ của nó đến đâu? Một tiến sĩ, một nhà khoa học của trường đại học Minnesota cũng đã đặt ra một câu hỏi tương tự. Để xác định giới hạn hạnh phúc của một con người, bao nhiêu là có sẵn và bao nhiêu là tự tạo? Tựa đề quyển sách này là Khi Mọi Điểm Tựa Đều Mất ạ. Nhà khoa học này đã cùng nhóm nghiên cứu của mình đã tiến hành nghiên cứu rất nhiều cặp song sinh cùng trứng nhưng được nuôi dạy tách biệt. Sau nhiều cuộc khảo sát, họ phát hiện khoảng 50% giới hạn hạnh phúc của con người là có sẵn, phần còn lại là do chúng ta tích lũy. Điều này có nghĩa là một nửa xúc cảm hạnh phúc của bạn có được là vốn trời cho, một nửa còn lại là bạn đúc kết được từ những trải nghiệm trong cuộc sống của mình. Trong một báo cáo gần đây về các cuộc nghiên cứu giới hạn của hạnh phúc, những nhà tâm lý học đã xác nhận kết luận của nhà khoa học này, đó là 50% giới hạn hạnh phúc được quy định do kiểu gen. Nhưng ngạc nhiên và gây chú ý hơn cả là thông tin họ đưa ra về 50% còn lại. Chỉ 10% trong số đó là phụ thuộc vào những yếu tố như là sự giàu có, tình trạng hôn nhân hay là công việc. Còn lại 40% cuối cùng là kết quả của những suy nghĩ, cảm giác, ngôn từ và hành động của con người. Điều này giải thích vì sao bạn có thể nâng cao giới hạn hạnh phúc của mình. Mọi việc cũng giống như bạn điều chỉnh bộ ổn nhiệt để tìm cảm giác ấm áp trong một ngày đông lạnh lẽo vậy. Kết quả của cuộc nghiên cứu này đã làm thay đổi hoàn toàn những suy nghĩ trước đây của chúng ta về hạnh phúc. Chúng ta đã dành hết cả cuộc đời mình để tìm kiếm nó, khát khao nó và cố gắng làm tất cả những việc mà ta nghĩ sẽ mang lại cho ta hạnh phúc. Đó là sự sung túc, sắc đẹp, công việc, các mối quan hệ tốt. Nhưng sự thật là để có được hạnh phúc đích thực, tất cả những điều bạn cần làm là nâng cao giới hạn hạnh phúc của mình mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu chuyện như vậy.
để chúng ta minh họa. Câu chuyện này nằm trong đó là nằm trong một trong số những cái thói quen mà chúng ta có thể xây dựng để cho hạnh phúc tinh thần. Đây là thói quen thứ hai. Nếu bạn rũ bỏ một vài suy nghĩ tiêu cực của mình, bạn sẽ nhận được ít sự thanh thản. Nếu cho qua nhiều hơn, bạn sẽ thanh thản nhiều hơn. Và nếu bạn cho qua tất cả, đừng níu kéo gì, thì bạn sẽ sở hữu sự thanh thản tuyệt đối. Và câu chuyện này có thể là các bạn đã nghe ở đâu đó rồi. Đó là ở Borneo, người dân có một cách rất thông minh để trị những con khỉ hay đến phá hoại mùa màng và cướp phá lương thực. Họ lấy một trái dừa khô và khoét một lỗ nhỏ, chỉ vừa bàn tay con khỉ đút vào. Họ cho vào một ít gạo, những cái hạt gạo này để làm mồi, rồi đóng chặt vỏ dừa xuống đất. Những con khỉ đánh hơi được thức ăn, liền đến để thăm dò. Nó đút tay vào quả dừa khô và bốc đầy một nắm gạo trong đó. Nhưng khỉ không thể nào rút nắm tay đầy gạo ra khỏi vỏ dừa vì cái lỗ quá hẹp. Muốn rút tay ra, nó phải để lại số gạo kia. Nhưng nó không chịu bỏ tay. Và thế là có rất nhiều con khỉ bị mắc bẫy. Con người chúng ta cũng thường rơi vào trường hợp như thế, bị chìm trong vô vàn những ý nghĩ tiêu cực chỉ vì chúng ta không chấp nhận buông bỏ chúng. Càng cố níu giữ, chúng càng bám chặt và làm phiền bạn. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu một thí nghiệm nhỏ nhé. Đầu tiên, các bạn hãy tìm một cây viết. Bây giờ, bạn hãy giữ chặt nó trong tay. Cây viết tượng trưng cho suy nghĩ và cảm xúc, bàn tay tượng trưng cho nhận thức của bạn. Không có một cây viết nào ở đây cả. Các bạn đang xem thử nhé. Bạn hãy để ý một điều rằng việc nắm chặt cây viết trong tay thật chẳng thoải mái chút nào. Nhưng sau một lúc, bạn sẽ quen dần. Bạn có đang cảm thấy thế không? Tương tự, tâm trí con người cũng níu giữ những suy nghĩ và cảm giác như thế. Lâu ngày chúng ta quen với việc níu giữ chúng và chính ta cũng không ngờ rằng mình đang làm vậy. Bây giờ, bạn mở lòng bàn tay ra. Cây viết và bàn tay bạn không còn áp chặt vào nhau nữa. Cũng như thế, đối với những suy nghĩ và cảm giác trong bạn, chúng không còn yên vị trong tâm trí của bạn nữa. Bạn không như những gì bạn nghĩ và cảm nhận. Tiếp theo, lật ngược lòng bàn tay lại. Điều gì xảy ra? Cây viết rơi xuống đất. Làm điều này có khó không? Không, rất là đơn giản đúng không nào? Đơn giản là bạn không giữ nó trong lòng bàn tay của mình nữa. Đó là ý nghĩa của việc rũ bỏ và cho qua những suy nghĩ không tốt đang tồn tại trong tâm trí mỗi người. Tiếp theo lại là một câu chuyện nữa. Một câu chuyện của Mario Hemingway về thoát khỏi lời nguyền gia tộc. Tôi sinh trưởng trong một gia đình nổi tiếng nhưng cũng không ít tai tiếng. Ông tôi, nhà văn Ernest Hemingway, từng bị những cơn rối loạn tinh thần hành hạ trong nhiều năm trời và nổi tiếng là một người nghiện rượu nặng. Những ai gặp tôi đều nói: "Tôi đã từng uống rượu với ông của cô." Tôi có cảm tưởng rằng ông tôi đã uống rượu với một nửa số người trên thế giới này. Cuối cùng thì căn bệnh nghiện rượu và những cơn hành hạ về tinh thần cũng mang ông tôi đi mất. 4 tháng trước ngày tôi ra đời, ông đã tự sát. Ủa? Các bạn có thấy có gì đó nó sai sai không? Nghĩa là ông đã mất 4 tháng trước ngày tác giả ra đời rồi. Nhưng mà sau này những người quen gặp cô gái này thì có nói là có nhắc là tôi đã từng uống rượu với ông của cô, là lúc đó là ông đã mất rồi. Không có gì sai cả, xin lỗi các bạn. Ông đã tự sát và trở thành người thứ tư trong dòng họ nhà tôi
tìm đến con đường tự kết liễu đời mình. Kể từ đó, nghiện rượu, nghiện thuốc, suy sụp tinh thần trở thành những yếu tố đặc trưng của dòng họ nhà tôi. Tuy tôi vượt qua được lời nguyền Hemingway, nhưng cuộc đấu tranh khó nhất của tôi chính là đấu tranh để thoát khỏi sự ghen ghét chính bản thân mình. Trong nhiều năm, một giọng nói dè bỉu lúc nào cũng vang vọng trong đầu tôi: cô thật kém cỏi. Một trong những lý do chính là vì tôi cảm thấy thiếu tự tin với ngoại hình của mình. Tôi ý thức được mình có một gương mặt không xinh xắn, một khuôn ngực không đầy đặn và đôi chân thì gầy guộc. Tôi nghĩ mình thật xấu xí và tôi cũng căm ghét cả chất giọng the thé của mình. Mọi người trong gia đình tôi đều bị ám ảnh vì yếu tố ngoại hình. Ít người biết rằng ông tôi, Ernest, đã từng leo lên bàn cân mỗi ngày. Em gái tôi, Margot, đã suy sụp tinh thần vì bị béo phì. Trong suy nghĩ của tôi khi ấy, thì những gì đang diễn ra với gia đình mình đều là dự báo về một viễn cảnh thật khủng khiếp. Trong một thời gian dài, tôi rất sợ nếu một ngày nào đó khi tỉnh dậy, tôi cũng sẽ bị mất trí như nhiều người trong gia đình. Vì vậy, tôi quyết định phải làm một điều gì đó để kiểm soát bản thân. Trong nhiều năm, tất cả những gì tôi nghĩ đến là mình sẽ ăn gì. Nghe thật xấu hổ, tôi tự nhủ, thật lãng phí thời gian. Nhưng đó là điều duy nhất tôi phải để tâm đến nếu không muốn bị điên hay kết thúc đời mình trong ý nghĩ tự sát. Chỉ ít đó cũng là việc tôi còn kiểm soát được. Chào các bạn, cảm ơn các bạn. Tôi bắt đầu nghiện rượu và cà phê. Tuy nhiên, tôi vẫn cố nghiêm khắc với bản thân bằng những bài tập thể dục và các loại thức ăn tôi dùng hàng ngày. Rất may là tôi rất sợ phải nôn ra những gì mình vừa ăn, và việc này đã tránh cho tôi được chứng bệnh cuồng ăn vô kiểm soát. Chỉ duy nhất một điều còn dằn vặt tôi chính là sự ghê tởm, sự chán ghét cái vẻ ngoài xấu xí của mình. Như một áng mây đen che khuất bầu trời, nó đã trở thành một phần suy nghĩ mà tôi không thể nào rũ bỏ được. Kim Ngân không phải là Min đâu. Lâu lâu Kim Ngân chỉ xin phép lên đây dạo chơi một chút, chia sẻ với các bạn. Bởi vì Ngân nghĩ là cái việc đọc sách rất là quan trọng. Ngoài những cái trải nghiệm mà chúng ta có, mà tác giả đã dành cả cuộc đời mồ hôi, xương máu để viết nên, thì chúng ta cũng có thể tăng những cái vốn từ cho mình để mà chúng ta giao tiếp được dễ thương hơn. Và tại vì giao tiếp là một cái đặc ân mà con người chúng ta có được, giao tiếp qua ngôn ngữ giọng nói hay là qua hình thức viết hay bất kỳ hình thức nào, thì những cái vốn từ này sẽ giúp cho cái việc giao tiếp của chúng ta tốt hơn rất là nhiều. Các bạn thường xuyên đọc sách nhé. Tôi nghĩ nếu tôi có thể kiểm soát bản thân và cuộc sống của mình, thì cái giọng nói vô hồn nhưng khủng khiếp kia sẽ không thể dằn vặt tôi nữa. Và để làm được điều này, tôi cần phải dừng ngay lại việc xăm soi và phán xét bản thân mình, cố gắng từ bỏ những suy nghĩ tiêu cực không làm tôi thấy khá hơn. Chúng chỉ khiến tôi thêm buồn khổ và chán nản hơn mà thôi. Và rồi tôi tiếp cận với phương pháp xử lý những suy nghĩ tiêu cực của mình bằng cách để mặc chúng đến rồi đi mà không cố gắng níu kéo hay lưu giữ chúng trong lòng. Tôi chỉ hỏi bản thân những câu hỏi rất đơn giản, nhưng qua đó tôi có thể từng bước tháo gỡ được những khúc mắc trong lòng. Tôi nhận ra mình đã quá sai lầm khi cho rằng những suy nghĩ tiêu cực kia mặc nhiên được lưu giữ trong tâm trí mình, trong khi thật ra chính tôi mới là chủ thể gây nên sự kết dính đó. Sẽ như thế nào nếu tôi dừng việc này lại? Chúng ta đang theo dõi quyển sách Khi Mọi Điểm Tựa Đều Mất ạ. Mỗi giây phút trôi qua, tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thì ngay lập tức tôi nhận ra việc tôi tự nguyện cho qua những ý nghĩ tiêu cực đã khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tất cả chỉ nhờ vào những câu hỏi giản đơn nhưng hiệu quả. Tôi có thể cho qua cảm giác này? Không. Tôi sẽ cho qua nó chứ. Vậy khi nào? Những câu hỏi này đã giúp tôi có cái nhìn sáng suốt hơn trong từng vấn đề mà tôi đang đối mặt. Tôi tiếp tục rèn luyện và cảm nhận được sự thư thái, cảm giác khi vừa tháo gỡ một khúc mắc lớn trong lòng. Tôi không nghiêm khắc trong việc cố gắng kiểm soát bản thân, mà giờ đây tôi biết cách chấp nhận và cho qua những gì không đáng để mình bận tâm. Tuy không biết vì sao mình lại làm được như thế,
nhưng tôi cảm nhận được kết quả mà nó mang lại thực sự có ích đối với tôi. Chia sẻ với bạn Kim Thanh, đôi khi thỉnh thoảng trong cuộc sống chúng ta cảm thấy trống vắng, cô đơn, hoặc là một lúc nào đó có những cái điều không như ý làm cho tâm trạng của chúng ta không vui, thì những khi đó có thể là một cái điều gì đó ngẫu nhiên thoáng qua, giống như là chúng ta bắt chụp được những cái ánh sáng lóe lên trong cuộc đời mình vậy. Nhưng mà dù sao đi nữa thì chúng ta cũng cần quay về bên trong để trò chuyện với chính mình, có thể là qua hình thức thiền định hoặc là quan sát chánh niệm với bản thân mình, để mà những cái cảm xúc của chúng ta nó ổn định hơn. Và những cái niềm hạnh phúc, đây là cái niềm hạnh phúc tự thân mà không phải những cái điều kiện bên ngoài, những cái thành công, những cái thành tựu, những cái vật chất bên ngoài có thể mang lại được. Niềm hạnh phúc tự thân chỉ đến từ trong chính bản thân mình và nó rất là bền vững. Lúc nào đó chúng ta luyện được hạnh phúc tự thân rồi thì chúng ta sẽ không còn những cái khoảng đôi khi trống rỗng, đôi khi trống vắng, cô đơn, tôi buồn vì không biết vì sao tôi buồn nữa. Chúng ta sẽ đến với một thói quen nữa cho hạnh phúc tinh thần. Cuộc sống của tôi thật tuyệt vời, tôi nuôi dưỡng ước mơ và giờ đây nó đã thành hiện thực. Có một câu chuyện kể về một người đàn ông nói với một đứa cháu nhỏ về cuộc chiến đấu nội tâm diễn ra bên trong mỗi con người. Người ông nói, cháu của ta, trong lòng mỗi chúng ta luôn có một cuộc chiến. Đó là cuộc chiến giữa hai con sói tồn tại bên trong chúng ta. Một bên là con sói không hạnh phúc, bao gồm nỗi sợ, sự lo lắng, giận dữ, buồn khổ, lòng ghen tị và sự tự ti. Bên kia là con sói hạnh phúc, gồm niềm vui, tình yêu, sự thanh thản, lòng tốt và sự nhân từ. Cậu bé suy nghĩ một hồi lâu rồi hỏi lại ông, vậy ông ơi, con sói nào sẽ thắng? Người ông nhẹ nhàng đáp, con chăm sóc cho con sói nào kỹ lưỡng hơn thì nó sẽ thắng. Con người vốn dĩ có xu hướng nghiêng về những suy nghĩ không tốt, những ý nghĩ tiêu cực. Vì thế chúng ta đã mặc nhiên chăm lo và nuôi dưỡng cho con sói không hạnh phúc. Và nhất là trong thời buổi hiện đại ngày nay á các bạn, thì những cái nguồn thông tin từ bên ngoài, internet hay là những cái bộ phim, những cái câu chuyện, nó còn tạo điều kiện cho chúng ta nuôi dưỡng cái con sói không hạnh phúc, nỗi sợ, sự lo lắng, giận dữ, buồn khổ. Nó sẽ tạo điều kiện cho chúng ta nuôi dưỡng cái con sói đó. Và việc của chúng ta là chúng ta có thể cho phép những cái điều đó được diễn ra, cho phép cái con sói đó được khỏe lên, hoặc là chúng ta sẽ phát triển cái con sói hạnh phúc còn lại. Và khi mà cái con sói hạnh phúc còn lại nó khỏe hơn thì con sói kia nó cũng sẽ yếu dần. Giống như là nếu mà chúng ta muốn diệt cỏ dại á, thay vì chúng ta bỏ những cái cố gắng diệt những cái cỏ đó đi thì chúng ta trồng lên những cái cây trồng. Thì khi những cái cây trồng phát triển, cũng giống như là những cái hạt giống tốt nó phát triển, thì tự động những cái hạt giống xấu, những cái cỏ dại nó sẽ biến mất dần, nó sẽ giảm bớt dần thôi. Khi bộ não xa rời những suy nghĩ tích cực thì hạnh phúc cũng vì thế mà rơi đi mất. Để hạn chế những suy nghĩ tiêu cực thì các bạn hãy vun bồi cho những suy nghĩ tích cực. Để có được hạnh phúc, ít nhất chúng ta cần giữ được trạng thái cân bằng. Và việc này hoàn toàn có thể thực hiện bằng cách hướng tâm trí của chúng ta đến niềm vui và hạnh phúc. Mình đi thêm một câu chuyện nữa ha. Đoạn này Ngân cũng chưa đọc luôn. Bây giờ là cơ hội để cùng đọc với mọi người luôn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Câu chuyện của Lisa soi mình trong gương. Tôi sống tại trung tâm Los Angeles, trong một khu dân cư thu nhập thấp và có tỷ lệ tội phạm cao.
Mức sống thì ở vào tiêu chuẩn được trợ cấp bữa ăn trưa miễn phí. Tôi từng cảm thấy rất tự ti với ngoại hình của mình. Tạo hóa thật bất công với tôi. Tôi ghét cay ghét đắng làn da xám xịt, cặp môi dày và chiếc hông to của mình. Tôi biết mình không được sở hữu những yếu tố của một phụ nữ đẹp. Mỗi ngày tôi thường thức dậy trong trạng thái chán nản. Tôi luôn ao ước những điều mình không có và cũng hoàn toàn không thể thực hiện được. Năm 16 tuổi, tôi muốn có xe riêng như những đứa bạn nhưng không có được. Tôi muốn sống ở những nơi sang trọng, cũng không thể. Tôi cũng đạt được nhiều thứ, như là tôi là đội trưởng đội tìm kiếm, là cổ động viên hàng đầu, là biên tập viên có thâm niên cho quyển kỷ yếu của hội sinh viên. Nhưng như vậy với tôi vẫn chưa đủ. Tôi muốn điều lớn lao hơn. Các bạn có nghe câu là biết đủ là đủ chưa ạ? Hay là các bạn đã đọc quyển sách Lối sống tối giản của người Nhật chưa? Có thời gian Kim Ngân sẽ chia sẻ với các bạn về những quyển sách kiểu như thế này ha. Từ khi biết ngắm mình trong gương, tôi vẫn luôn chú tâm vào cái vẻ ngoài không như ý của mình. Sự mặc cảm làm tôi có nhiều quyết định không đúng, không phù hợp và kết quả là tự dằn vặt trong sự thất vọng. Đáng sợ hơn, tôi cảm thấy trống rỗng ngay trong chính vỏ ốc của mình. Hồi nãy là 6 giờ, không, 5 giờ mấy, 5 giờ mấy là Ngân bắt đầu thu âm. Sau đó thì livestream trang cá nhân, sau đó thì live trang đọc sách hay là chết. Ở tuổi 30, tôi hết trông chờ vào những niềm vui và hạnh phúc mà người khác có thể mang đến cho mình. Cho đến một hôm, một người bạn đã chỉ cho tôi biết thế nào là hạnh phúc đích thực. Nguồn hạnh phúc tự thân đang ngự trị trong con người tôi. Tôi như bừng tỉnh, tôi có thể tìm kiếm hạnh phúc ngay trong chính bản thân mình sao? Tôi lại đứng trước gương, nhưng không phải để tự dè biểu chê bai, mà nhìn thẳng vào mắt mình và hỏi: Lisa là ai? Câu trả lời khá đơn giản. Lisa, câu trả lời mà Lisa hỏi rồi tự trả lời cho mình là đây nhé các bạn. Lisa là người có cặp môi dày, chiếc hông to, làn da xám xịt và mái tóc quăn dài. Người phụ nữ đã đấu tranh với cân nặng của mình trong nhiều năm liền. Người phụ nữ đã từ bỏ một mối quan hệ mà cô thấy trước không có kết quả. Người đang tìm kiếm hạnh phúc đích thực cho mình. Tôi nhìn vào mắt mình trong gương và nói: Tôi tự hào về mình. Tôi liệt kê những điều mình đã và đang có. Tôi tự hào về mình đã bắt đầu cuộc sống tự lập từ rất sớm và bước vào công việc kinh doanh bằng chính sức mình. Tôi tự hào vì mình đã can đảm từ bỏ một mối tình vốn có những dự báo không tốt. Tôi tự hào vì đã nhận ra và kiểm soát lại được cân nặng của mình. Tôi tự hào vì mình chưa bao giờ nói lời nào xúc phạm đến chồng. Tôi tự hào với công việc của mình. Những điều này khiến tôi cảm thấy rất là tuyệt vời. Tôi đang đứng trước gương và tán dương bản thân mình bằng những việc tốt mà tôi đã làm được. Từ những việc lớn cho đến những việc nhỏ. Tôi tự hào vì sáng nay mình đã tập bài thể dục bụng được 10 lần. Gương mặt tôi ướt đẫm nước mắt, nhưng tôi vẫn thốt lên: Tôi tự hào vì mình. Cho đến lúc tôi không còn nghĩ ra việc nào nữa. Còn các bạn, những ai đang trông trên, chúng ta hãy thử tự nhìn vào gương và suy nghĩ xem chúng ta tự hào vì mình vì điều gì. Chúng ta tự hào về mình vì điều gì? Thông thường thì chúng ta có thói quen là chúng ta sẽ nhìn cái tô phở của người khác ngon hơn trong khi nó như nhau. Chúng ta thường hay tìm kiếm những điều mà chúng ta chưa có mà chúng ta quên nhìn vào, quên trân trọng, quên quan sát những điều mà chúng ta đang có. Khổ đau nó cũng từ đó mà sinh ra, khi nào chúng ta có đủ sự hiểu biết về chính mình, về cuộc sống của chính mình, thì khi đó chúng ta có thể hiểu được mình rõ hơn, chúng ta có thể nhìn được vào trong nội tâm của mình. Từ giờ phút ấy, tôi đã nhìn mình bằng một đôi mắt khác, đôi mắt thấy rõ những điều tốt đẹp trong tôi và muốn tôn vinh chúng, nhận ra những điều tốt của bản thân và biết trân trọng chúng để giúp tôi lấy lại niềm vui sống và yêu thương mọi người hơn. Trân trọng những điều đang có. Đoạn này nói về cái mà mình vừa đề cập đó ạ.
Để hướng tâm trí đến niềm vui, bạn hãy trân trọng những phút giây hạnh phúc bạn có được. À, có một thói quen mà giúp chúng ta có thể trân trọng tốt hơn cuộc sống của chúng ta, đó là buổi sáng khi chúng ta thức dậy hoặc là buổi tối trước khi chúng ta đi ngủ thì chúng ta có thể thiền biết ơn những điều đã xảy ra trong ngày, biết ơn những người đã giúp đỡ cho chúng ta, những cái điều nhỏ nhỏ thôi, chẳng hạn như là một cái cô đầu bếp nấu cho chúng ta một bữa ăn ngon, mặc dù chúng ta trả tiền cho điều đó, nhưng mà chúng ta có được những cái lợi, những cái lợi lạc từ điều đó, thì chúng ta sẽ thực hành biết ơn. Và khi mà chúng ta thực hành tốt biết ơn thì chúng ta ngoài việc trân trọng những cái điều mà chúng ta đang có, mà tự động những cái người đó, nó có một cái gọi nôm na là thần giao cách cảm đó các bạn, thì những cái người xung quanh của chúng ta cũng sẽ cảm nhận được cái sự trân trọng của chúng ta đối với họ. Những suy nghĩ tích cực, tất cả những gì bạn nghe thấy. À, các bạn hãy nghĩ về những điều này nhé các bạn. Hãy nghĩ về những điều khiến bạn cảm thấy yêu thương và quý trọng bản thân mình hơn. Đó là những suy nghĩ tích cực, tất cả những gì bạn nghe thấy, nhìn thấy, cảm thấy, mang lại cho bạn niềm vui, hay một phút giây hân hoan trong chiến thắng, một khám phá mới trong nhận thức, hay cảm giác ngưỡng mộ vì khả năng sáng tạo của bản thân. Một khi bạn nhận ra được điều gì là đáng trân trọng, hãy dành thời gian để nuôi dưỡng và phát huy nó. Đừng bó hẹp cảm xúc của mình, đừng xem đây chỉ là một cuộc khảo sát tinh thần, mà hãy để nó được tự do tuôn tràn trong mạch cảm xúc. Nếu có thể, bạn hãy dành khoảng 30 giây để làm nóng xúc cảm hạnh phúc của mình. Hay nếu bạn muốn tăng tốc độ của quá trình này, mỗi ngày bạn hãy viết ra vài điều mà bản thân bạn cảm thấy tâm đắc nhất về bản thân mình cũng như người khác. Trong NLP có hình thức là nêu cảm xúc với các bạn. Đó là cách mà khi mà chúng ta có những cái giây phút hạnh phúc trong cuộc đời mình thì chúng ta nêu cảm xúc đó lại để chúng ta đối phó với những cái lúc mà tâm trạng của chúng ta không vui, hay là chúng ta gặp những cái thất bại mà chúng ta không điều khiển được cảm xúc của mình. Nói chung là quyển sách này có rất là nhiều câu chuyện hay, những cái thông điệp hay các bạn ạ. Quyển sách Khi mọi điểm tựa đều mất. Đến đây thì chắc là Kim Ngân sẽ phải chia tay các bạn rồi. Thật sự từ tận đáy lòng, Kim Ngân rất biết ơn các bạn đã đang và sẽ xem video này và cũng như ủng hộ tinh thần cho Kim Ngân. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một buổi tối ấm áp. Xin chào và hy vọng có cơ hội được gặp lại các bạn. Xin chào.